Xin chào anh em, chào mọi người quay trở lại livestream của mình. Ok, mọi người ui, không biết là ai đã online chưa ta. Ok, tí nhá, mình sẽ chia sẻ đường link trên Facebook sau đó quay lại luôn. Ok, như vậy là xong rồi. Xin chào bạn Đinh Việt Thoái, xin chào bạn Bùi Xuân Đăng Khôi, xin chào bạn Sơn Đặng và xin chào anh yêu em. Hello đại ca, xin chào bạn. Có một chút hơi trục trặc một tí, đầu tiên là mình phải dỗ em bé nó ngủ cái. Thì thứ hai là như hôm qua mình có nói là mình sẽ chạy lại Win, chạy lại cái hệ điều hành của MacBook. Nên là hôm nay gần như là mọi cái file dữ liệu các thứ là nó cũng mất sạch. Có backup trên ổ cứng rồi nhưng mà cái phông chữ hôm trước ấy là nó không có. Từ nãy giờ loay hoay mãi mới xong. Ok, có lẽ rằng rất nhiều bạn sẽ đặt hỏi mình lập tức luôn là câu chuyện của Quang Hải nó thế nào. Thật sự là cũng rất muốn thông tin luôn cho mọi người cái câu chuyện của Quang Hải, nhưng mà mình nghĩ đi nghĩ lại, không phải từ câu chuyện của việc là phía Quang Hải cũng có những cái chia sẻ trong cái hiện tại mà mình cũng nghĩ rằng là liên quan hợp đồng nữa. Vì trước đấy thì mình có nói rằng là phía Quang Hải ấy, bây giờ thì cũng đang có những cái ràng buộc với cả câu lạc bộ kia. Bây giờ mà nói ra luôn thì xem ra là sẽ bị ảnh hưởng. Với cả mình cũng thấy hơi ngại về trường hợp trước kia, khi mà đấy anh Hải cũng đưa ra cái thông tin liên quan đến Australia viên rồi Văn Hậu, thành ra là cộng đồng mạng họ cũng tấn công nhiều vào cái Facebook của Australia viên, dẫn đến việc là thương vụ nó thất bại. Thành ra là mình cũng có chia sẻ trong group Tắc Ken Men là những người bạn, mình có nói rằng là thôi thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là câu chuyện tiếp theo nó như thế nào. Chỉ có điều rằng là cũng có một cái thông tin mình nghĩ rằng là đến thời điểm này thì có lẽ rằng là chuyện của Hà Nội và Hải vẫn chưa phải là câu chuyện khép lại ngay từ hiện tại. Nó vẫn sẽ có một cái quãng thời gian đủ để cho Hà Nội có thể thuyết phục được Hải ở lại. Và cũng có một quãng thời gian đủ để Hải thật sự suy nghĩ thật kỹ xem rằng có liệu có ở lại Hà Nội hay không. Mình nghĩ rằng là hôm nay anh Văn có nói một cái trên OnSpot, nói rằng là đến một ngày X nào đó thì hợp đồng sẽ hết hạn. Tuy nhiên có thể ngày X đó thì mọi thứ sẽ diễn ra theo một chiều hướng khác. Thì mình nghĩ rằng là đến thời điểm này như mình cũng có nói rồi, đấy là riêng chúng ta sẽ để một cái folder về Quang Hải và Hà Nội ở góc trên. Và đến một thời điểm nào đó mà thương vụ nào xảy ra thì chúng ta lại kéo lại để bàn bạc. Mình sẽ không loại trừ việc mà Hải và Hà Nội dứt tình với nhau. Có thể là một lúc nào đó, một thời điểm nào đó, trong thời điểm từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4, thậm chí như mình có chia sẻ là hợp đồng của Hải có thể kéo dài đến ngày 17 tháng 4 cơ, thì mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi được. Nên chúng ta tạm thời là lưu một cái file, một cái folder giữa Hải và Hà Nội lên một góc cao nhất ở trên cái màn hình để chúng ta chưa quên điều đó và cho chờ xem. Ok, về cơ bản thì mình nghĩ rằng là cái đích đến của Hải vẫn đang hướng về châu Âu. Và như anh Văn cũng có chia sẻ ngày hôm nay trên OnSpot thì nói rằng là Bỉ, Hà Lan, Áo, Thụy Sĩ, thứ thì sẽ là những đội mà sẽ quan tâm đến Hải nhiều nhất. Thì mình cũng thấy rằng một đội bóng ở khu vực này đang rất quan tâm đến Hải. Cái thông tin liên quan đến 6 tháng hợp đồng thì mình phải nói thêm câu chuyện thế này, vì nhiều người sẽ không hiểu lắm về câu chuyện tại sao lại 6 tháng. Đầu tiên chúng ta cũng hiểu rằng cái quy trình nó cũng thế này. Đấy là khi mà Hải kết thúc hợp đồng Hà Nội chẳng hạn, thì Hải sang với cả đội kia thì họ không hợp đồng luôn đâu. Họ sẽ chờ đến thời điểm đúng tháng 6. Đấy là khi thị trường chuyển nhượng mùa hè ở châu Âu bắt đầu, thì kéo dài từ 6 tháng, hết từ tháng 6 đến tháng 12, hết đến năm 2022. Thì tại sao mọi người vẫn nhớ cái câu chuyện ở VNE? VNE nói rằng là sẽ đi hết một năm, năm quay trở lại. Thì nhiều khả năng là hết 6 tháng đấy thì sẽ chuyển sang trở lại với Hà Nội. Giả trong trường hợp mà Hải kêu đồng Hà Nội nhé, thì Hải hoàn toàn là trở lại Hà Nội và bắt đầu với V-League 2023. Đấy cũng là một cái mà chúng ta thử liên tưởng logic như vậy. Cái thứ hai ở đây là nói về chuyện của Hải, thì mình nghĩ rằng là cái câu chuyện 6 tháng ấy nó chỉ là góc độ ban đầu thôi. Đa phần thì các câu lạc bộ họ sẽ kêu đồng một năm, và trong 6 tháng đầu tiên của năm đó họ sẽ căn cứ xem là cái thực lực của cầu thủ đấy có phù hợp với cả đội bóng hay không. Nếu hợp thì tháng từ tháng thứ 7 họ sẽ có những cái thuyết phục để dạn hợp đồng thêm, ký mới hợp đồng hoặc là có những cái khoản đãi ngộ tốt hơn. Thì mình nghĩ rằng là cái việc mà Hải ký 6 tháng hay là 1 năm ấy,
thì nó cũng không phải là cái gì đấy nó quá to tát cả. Quan trọng là bạn ấy đi được hay không và đi theo cách nào. Mình vẫn ủng hộ quan điểm là đi theo diện tự do, tức là Hải làm việc trực tiếp với đội bóng đó thay vì việc Hà Nội là đội thứ ba đưa vào, vì nó sẽ là việc rất phức tạp. Và anh Văn nói một câu mà mình nghĩ rằng là chính anh ấy cũng cũng đã nhắc đến, đây là trường hợp của Hải và trường hợp của Hậu khác nhau. Khác nhau ở điểm gì? Khác nhau ở việc là Hậu là đến vào thời điểm tháng 9 khi mà thị trường chuyển nhượng châu Âu khép lại ở giai đoạn cuối cùng, nên là Hậu không có nhiều thời gian làm việc đội bóng mới là Hirevin. Thứ hai là Hậu cũng rất là nhiều thời gian là trong việc là bị kiểu như là Hậu là cầu thủ của Hà Nội, nên là thành ra khi sang theo diện cho mượn ấy, nó cũng sẽ có nhiều ràng buộc. Còn Hải nếu theo diện tự do ấy thì bây giờ đi rất hợp lý này, vì thời điểm tháng 6 là thời điểm bắt đầu thị trường chuyển nhượng châu Âu ấy, mà đến tháng 8 mới đá cơ, thì Hải có ít nhất là 2 tháng, chưa kể việc Hải có thể đến sớm để mất thêm được đến 2 tháng nữa, tổng là 4 tháng để làm quen với đội bóng mới, thì mình nghĩ rằng là rất là tốt. Cái thứ hai là nếu chuyển nhượng tự do ấy, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ không bị ràng buộc nhiều câu chuyện đội bóng Hà Nội, thì khi đấy thì Hải có thể tự do đàm phán hơn với đội bóng kia, từ quyền lợi mình nhận được, từ cái nghĩa vụ mình đảm bảo, và có thể có những cái điều khoản khác nó không bị cái phức tạp. Cho nên mình vẫn ủng hộ quan điểm là Hải rời Hà Nội và đi theo diện tự do hơn. Ok, đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ đến thời điểm này. Thực sự là sẽ có rất nhiều những người mọi người hỏi rằng là tại sao mình lại gỡ bài các thứ, thông tin vì sao và đội bóng nào muốn có Hải, thì đến bây giờ thì mình xin phép là tạm thời ẩn đi hoặc là gỡ đi. Thì cũng có rất xin lỗi mọi người là thông tin thực ra ấy, cá nhân mình rất ít khi là gỡ bài, bởi vì thực sự là gỡ bài có nghĩa rằng là nguồn tin của mình có vấn đề thì người ta mới 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 phải gỡ, hoặc là có vấn đề gì đấy. Thực ra mình cá nhân mình khẳng định một điều, đấy là cái nguồn tin này của mình là cực kỳ có tỷ lệ chính xác rất là cao, nó không phải bịa đâu, thật sự là không phải bịa đâu, nó có sự tham khảo. Tuy nhiên thì mình cũng đã nói rồi là một người một nhà báo ấy, nó sẽ có hai cái góc độ nó hơi đối lập với nhau, nhưng đấy là hình sinh một cái công việc ngoài đạo đức đến ngoài cái vụ chuyên môn ra, hoặc là đạo đức nghề nghiệp nữa. Nếu như mình đã có một cái câu nói mà khi mình đi làm nghề này rồi, đấy là nếu như mình ảnh hưởng đến cái miếng ăn của cầu thủ hoặc là sự nghiệp quản lý thì mình sẽ không làm. Thì hôm nay mình có cảm nhận rằng là mình sẽ ảnh hưởng đến Hải và ảnh hưởng đến giấc mơ thiếu của Hải châu Âu, nên mình quyết định là gỡ thông tin này ra, và mình cũng có nói trên cái fanpage group của mình là như vậy để mong mọi người hiểu. Cũng rất trăn trở, nhưng ở đây mình không nói câu chuyện là về view kiếm tiền các thứ, không phải. Mình chỉ hơi lo mọi người sẽ nghĩ rằng mình là người không uy tín và phải gỡ tin này đi. Thì mình cũng chỉ mong rằng là mọi người thông cảm điều đó, bởi vì nó sẽ có những cái ràng buộc, và mình nghĩ rằng là việc mình có thể chấp nhận là bị mất uy tín, nhưng bù lại là Hải có thể sang châu Âu một cách trọn vẹn hơn thì đấy là tốt hơn. Tất nhiên là về vấn đề khi phản xạ đầu tiên của một người khi biết tin ấy, thì sẽ làm thế nào để phân tích tin và làm thế nào để tin nhanh nhất có thể, nhưng khi mà nó ảnh hưởng đến người nào đó xung quanh thì có lẽ thì mình sẽ gỡ đi đó. Đấy đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay về cái thông tin. Thực ra là hai nguồn tin rất là độc mà thật sự là rất rất phải nói là cái tỷ lệ chính xác rất cao ấy. Nhưng cuối cùng thì mình xin phép là rút giả, mình không up lên nữa. Ok rồi, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái chủ đề ngày hôm nay. Mình nghĩ rằng là cái chủ đề của Quang Hải chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở đây, và trong khoảng thời gian những tới khi mà có thông tin chính thức hơn thì mình sẽ đưa thêm thông tin cho mọi người. Yên tâm là mình đã đi đến cùng vụ việc của Quang Hải rồi, thì mình sẽ cố gắng đi đến trọn vẹn luôn là Hải sẽ đi đâu, ký hợp đồng với ai, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng. Đãi ngộ thì rất là khó thể hỏi, nhưng mà về cái thời hạn thì có thể ok. Đó. Đấy là những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay. Và đến thời điểm này thì chúng ta cũng không có một thông tin chắc chắn 100% là Hải sẽ ở lại Hà Nội. Chỉ là có thể có sự gặp gỡ và có thể là trong thời gian tới có thể sẽ cố gắng thuyết phục nhau. Nhưng đến bây giờ cái quá trình thuyết phục nhau ấy nó sẽ đưa nhau đến một quá trình rất là dài. Và có thể đến ngày 12 tháng 4 chẳng hạn mới chốt được danh sách, là chốt được cái thông tin là Hải ở lại hay không. Ok, đợi mình một tí nhé. Rồi. Rồi, ta tiếp tục nhé. Nói về cầu thủ Việt Kiều. Thì hôm nay thì mình có làm một bài về cầu thủ Việt Kiều. Thì mình có list lại 4 người trước thời điểm Adriano Smith lên tuyển Việt Nam. Bao gồm có Đặng Văn Robert, thứ hai là Mika Nguyễn, thứ ba là Mạc Hồng Quân, và thứ tư là Đặng Văn Lâm. Để mình xem là những cầu thủ Việt Kiều này có thật sự thành công với đội tuyển quốc gia Việt Nam nói riêng và với nền bóng đá Việt Nam nói chung hay không. Thì mình nhận ra một điều rằng chông gai cho cầu thủ Việt Kiều này quá nhiều luôn. Nhiều người mặc định rằng là cứ cầu thủ Việt Kiều về Việt Nam là ngon, không, họ rất khổ và họ đã có rất nhiều những cái chông gai rồi. Ban đầu tiên với Đặng Văn Robert, tại sao Đặng Văn Robert? Bởi vì gần đây nhất thì Đặng Văn Robert đã bỏ ra tổng cộng số tiền là 5 tỷ đồng cùng với vợ của mình để hùn vốn mở cửa hàng món Việt Nam
ở Slovakia, thủ đô Slovakia luôn. Và Đặng Văn Robert là một, có thể xem là cầu thủ Việt kiều thành công nhất ở V-League với số danh hiệu rất nhiều ở V-League. Đấy, đây là Đặng Văn Robert. Mình sẽ list lại danh sách là Đặng Văn Robert được bao nhiêu danh. Đây là Đặng Văn Robert này, mình sẽ lấy thành tích. Đặng Văn Robert đã vô địch V-League 2014-2015, vô địch Cúp Quốc gia 2014 và Siêu Cúp Quốc gia 2014-2015. Và trong thời điểm anh chơi thì anh chơi có tổng cộng là gần gần 10 năm ở V-League. 2009-2010 là đá cho Hải Phòng, 2011 đá cho Xuân Thành Sài Gòn, 2012 đá cho Thanh Hóa, 2013 đến 2016 đá cho BKMX Bình Dương, 2017-2018 đá cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và năm 2008 Đặng Văn Robert có thử việc đội bóng đầu tiên chính là Sông Lam Nghệ An, và anh có người bố là người Việt Nam, mẹ là người Slovakia. Đó. Thì Đặng Văn Robert lên đội quốc gia Việt Nam thời điểm cũng khá là sớm. À cũng không phải sớm, xin lỗi. Có nghĩa mất khoảng tầm thời gian khoảng cũng phải tầm 6 năm lăn lộn ở Việt Nam thì mới lên. Nó tương đồng với Arjen Smith hiện tại. Thì Đặng Văn Robert được đăng ký trong hai trận đấu ở vòng loại World Cup. Đấy, như gặp Iraq và gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018. Thì cả hai trận này thì Đặng Văn Robert không được vào sân. Và gần như là mọi thành tích ở Đặng Văn Robert ở đội tuyển Việt Nam chỉ có hai lần dự bị như thế. Cho nên nó là một cái độ vênh. Đặng Văn Robert là người rất thành công ở V-League nhưng lại không thành công ở quốc gia, một con số không tròn trĩnh luôn. À, câu chuyện của Mika Nguyễn thì nó cũng không khác nhiều lắm so với Đặng Văn Robert, thậm chí ở một mức độ kinh khủng hơn theo kiểu diện là tồi tệ. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy rằng là Michael Nguyễn thì anh ấy là một người khá giống Mạc Hồng Quân trong một xuất phát điểm ở Cộng hòa Séc. Đấy thì đây cái Michael Nguyễn thì mình cũng có làm một cái bài rồi nên mình cũng đọc lại một chút để mình đỡ quên. À, chờ một tí nhé. Đây thì Đặng Văn Mikan Nguyễn ấy, chờ mình một tí, mình có ghi và mình nhớ này. Mikan Nguyễn ấy thì ở Cộng hòa Séc thì đã có mang cho mình hai dòng máu là Việt Nam và Cộng hòa Séc nhé, và trưởng thành trong màu áo câu lạc bộ là Banis Most. Thì cầu thủ sinh năm 1989 này thì đã chơi liên tục ở đội U của Banis Most, và đến năm 2007 thì Michael Nguyễn được đeo băng đội trưởng và cùng U19 Banis Most vô địch U19 Cộng hòa Séc, rồi sau đó ký hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ này. Và mức lương chuyên nghiệp của Mikan Nguyễn khởi điểm là 10 triệu đồng, tương đương với 500 đô la Mỹ. Nhưng tuy nhiên sau đấy thì Mikan Nguyễn được ông Mai Đức Chung, một người đã sang Cộng hòa Séc và thuyết phục Mạc Hồng Quân và Mikan Nguyễn về với Việt Nam. Thì Mikan Nguyễn ngay lập tức vào tháng 1 năm 2013 thì lập tức được ăn cơm tuyển ở Việt Nam. Tuy nhiên thì rào cản về ngoại ngữ nó giống như việc của bạn Adrian Smith hiện tại ấy, tức là rào cản ngoại ngữ nó tương đối nhiều khiến cho bạn ấy cũng không hiểu được việc hô hào anh em thế nào, đứng vị trí ra sao và nghe lệnh của thủ môn như thế nào, và khiến cho việc mà Michael Nguyễn chỉ đá được hai trận đấu ở đội Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015 thôi. Đấy là hai trận đấu gặp Hồng Kông và UAE, và đội tuyển Việt Nam đều thua cả hai trận. Đó. Thì Mikan Nguyễn thì về cái sự nghiệp ở V-League ấy, thì mặc dù sang đội tuyển quốc gia Việt Nam, sang Việt Nam đá tuyển quốc gia ấy từ năm 2013, nhưng đến 2015 thì bạn ấy mới được BKMX Bình Dương ký hợp đồng. Đấy, và giành cú ăn ba của đội bóng này vào năm 2015. Đấy, nhưng mà phần lớn thì Mikan Nguyễn chỉ là một cái phụ sau anh Phước Tứ và anh Đình Luật thôi. Đấy, về sau thì Mikan Nguyễn có sang Thái Lan và sang Malaysia 2 năm là 2018 và 19. Đến năm 2020 thì Mikan Nguyễn có về Hải Phòng thì dẫn ra là để thi đấu. Vì sao lại Hải Phòng? Bởi vì Hải Phòng gần như lúc đấy là một cái mảnh đất rất lành, cái mảnh đất rất thường xuyên đến của các cầu thủ Việt kiều. Ví dụ như có Kevin Nguyễn, bạn ấy trở về Mỹ rồi này, có Martin Lò này, bây giờ này có Đặng Văn Lâm này, đấy là ba người rồi. Có thêm bạn là Hùng Hùng Vô Vích nữa, Andre Hùng Vô Vích, thì rồi có cả Arnold Smith lúc đấy nữa. Nên là cuối cùng thì Michael Nguyễn có về Việt Nam, có về Hải Phòng. Tuy nhiên thì tháng 3, có tức là 2 tháng sau khi về Hải Phòng ấy, thì Mikan Nguyễn bị một chấn thương rất là nặng, và anh ấy bị xin Hải Phòng quyết định thế hợp đồng và không đền bù cho anh ấy một khoản nào. Và thậm chí là khi mà anh ấy có vợ sinh em bé thì Hải Phòng cũng bắt yêu cầu Mikan Nguyễn phải quay trở lại đội bóng thi đấu chỉ trong vòng 3 ngày thôi, và điều đó khiến cho Mikan Nguyễn quyết định là xin rời cuộc chơi. Tuy nhiên thì anh không đòi được đền bù hợp đồng bởi vì phía Hải Phòng họ đã chặt chẽ hơn về các thứ rồi, họ khôn ngoan hơn. Đó, đây là Mikan Nguyễn. Trường hợp Mạc Hồng Quân thì nó đỡ hơn vì Mạc Hồng Quân thì cũng giống kiểu Michael Nguyễn, tức là cũng đã có một khoảng thời gian trưởng thành câu lạc bộ Sparta Praha
và từng đội trưởng U19 Sparta Praha và là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất được ký hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ Sparta Praha. Tuy nhiên sau đấy thì cái người thầy của Sparta Praha thì có thay đổi và bạn ấy không còn được cái chỗ đứng của Sparta nữa. Thì ông Mai Đức Chung có đưa Mạc Hồng Quân về Thanh Hóa. Nhưng chính ở Thanh Hóa là vì cả nể với Bắc Trung nên là Quân bị chìm đắm trong khoảng hơn một năm, gần một năm là chỉ có dự bị và tập chay thôi. Đấy, sau đó thì Quân chuyển sang Hồng Vương An Giang, rồi quay về Quảng Nam. Đến chỗ Quảng Nam thì cũng lại tương tự ở chỗ Thanh Hóa, tức là không được đang định lựa chọn thi đấu thì cuối cùng bị một cầu thủ khác là Hà Minh Tuấn cướp chỗ. Sau đó thì bạn ấy xin thanh lý thì Quảng Nam không đồng ý. Và đến một thời điểm năm 2014 thì Quảng Ninh có vào cuộc để giúp cho Hoàng Ngọc Quân được rời khỏi đội Quảng Nam một cách êm xuôi. Sau đấy thì Quân trải dài từ năm 2014 đến năm 2020 là sang Quảng Ninh trước khi chuyển đến câu lạc bộ là Bình Định. Đó. Tuy nhiên thì ở đội tuyển quốc gia ấy, thì mình nhớ không nhầm thì Mạc Hồng Quân đá 14 trận và số 14 trận đấy thì Mạc Hồng Quân được 2 bàn. Số trận U23 thì Mạc Hồng Quân cũng đã đá khá là nhiều. Tuy nhiên thì cái ký ức buồn của Hồng Quân thì tương đối lớn ở SEA Games 2015 khi bạn ấy bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu với Myanmar và kết liễu là đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam không vượt qua được vòng bán kết và phải chấp nhận là tấm huy chương đồng với cái khi mà thắng Indonesia. Đó. Quân hiện tại thì không còn là người mà được ông Park sự lựa chọn nữa rồi, không còn nữa rồi. Trường cuối cùng là Đặng Văn Lâm, chúng ta cũng thấy rằng là Đặng Văn Lâm là một cầu thủ gần như là trúc chắc trong đường về với Việt Nam. Lần đầu tiên về Việt Nam là U19 Hoàng Gia Lai, U19 Việt Nam. Rồi Gia Lai lại cho bạn sang mượn sang Hoàng Gia Lai Atapeu và không thành công thì quay về. Sau đó thì phải về Nga. Về Nga đầu tiên thì đá cho hai đội bóng của Nga, trong đấy có một đội bóng là mà cái ông chủ câu lạc bộ mà định lấy Quang Hải trước kia ấy, nhưng mà không được ấy, thì thi đấu chỗ đấy đó, hình như là Dynamo cái gì đấy mình không nhớ tên đấy. Thì sau đó Quân thì Lâm có một bước tâm thứ rất là dài để xin được đá SEA Games 2015 nhưng mà không được. Cuối cùng mà Hải Phòng quyết định gọi Lâm về và Lâm có một khoảng thời gian 2016 bị dự bị nhiều lắm. Sau đấy thì Đinh Xuân Việt bị thủy đậu và cơ hội cho Lâm đã đến. Khi bắt được 2-3 trận rồi thì bắt đầu Lâm được lựa chọn đến quốc gia Việt Nam chuẩn bị làm kép phụ cho Trần Nguyên Mạnh ở AFF 2016. Đến năm 2017 thì Lâm cảm xúc cái xích mích rất là lớn với trợ lý, cựu trợ lý của Hải Phòng là Lê Sĩ Mạnh và dẫn đến việc một chấn thương rất nặng ở cổ chân. Sau đấy thì Lâm không về Nga mà Lâm âm thầm là ở lại nhà chuyên gia, ở lại khu sinh hoạt của Liên đoàn và cố gắng là điều trị chấn thương. Sau đấy thì Lâm còn tự thuê chiếc taxi từ Hải Phòng để Phố Hiến với Hưng Yên ấy, để xin là ông huấn luyện viên thủ môn là Jason Brown thời điểm đó, và thứ hai là ông một huấn luyện viên thể lực cũ của Việt Nam là Pablo Sawicki hướng dẫn điều trị cho Lâm. Thì Lâm ok và nhưng mà một cái thời điểm đấy là sau khi Lâm quay trở lại thì Lâm không được đá ASEAN bởi vì một quãng thời gian rất dài cứ tưởng là Văn Lâm, cuối cùng lại lựa chọn là thủ môn khác, đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Thì Văn Lâm mình tưởng rằng là lúc đấy hết chấm dứt chết của Văn Lâm rồi cơ, nhưng cuối cùng đến tháng 12 thì Lâm lại được lựa chọn thi AFF Cup và chơi rất hay. Lâm có 405 phút giữ sạch lưới liên tiếp ở AFF Cup và làm kỷ lục của AFF Cup. Thì cuối cùng thì Lâm về sau cái AFF Cup đấy là vô địch, sau đấy là vào tứ kết Asian Cup thì Lâm cũng chơi rất là tốt. Sau cái điểm đấy thì Nguyễn Thông lựa chọn Lâm và quyết định bỏ ra khoản tiền là rơi vào tầm hơn 10 tỷ đồng cho Hải Phòng để có Nguyễn Thông. Tất nhiên lại là một cái quãng thời gian khổ hơn với Văn Lâm, mặc dù là Lâm được bật khá nhiều ở Nguyễn Thông. Đấy là dịch Covid-19 khiến cho Thái Lan, các giải các đội Thái Lan ấy, họ gặp rất nhiều khó khăn để điều lương cho các cầu thủ, nợ lương nữa. Thì Lâm bị trải qua quãng thời gian như thế và cuối cùng thì bạn ấy quyết định sang Seoul Osaka. Nhưng sang Seoul Osaka để đen một chỗ là cái đợt tháng 6 định sang tập trung thì lại dính một thủ môn dương tính, mà lúc đấy chúng ta cũng biết rằng không cởi mở như bây giờ thì một cầu thủ mà dương tính là gần như cách ly hết, thành ra cuối cùng Lâm không sang được. Đến tháng 10 thì Lâm được bắt một trận ở Australia, sau quay về thì dính chấn thương mảng vai và từ đấy đến nay là không được bắt trận nào cả. Đấy, chúng ta thấy rằng là sự trúc chắc của các cầu thủ Việt kiều ở Việt Nam nó phức tạp như thế đấy. Ok rồi à. Rồi ok, đấy chúng ta cứ sẽ chờ xem thế nào nhé. Chú Văn vừa bảo bật mí là Quang Hải có 11 hồ sơ. Cái này thì không phải vừa, bởi vì cái này cũng thông tin cũng khá là ra sớm rồi. Cách đây 2 ngày là On Sport họ đưa rồi. Ký tiếp với Hà Nội thì đi nước ngoài làm gì, Nga vẫn chưa đủ lớn. Vào live status của Hải Con sao rồi? À, mình chỉ đơn thuần là mình có đưa thông tin. Sau đấy thì cũng có chỗ phía Hải cũng muốn là đề xuất là thôi, bởi vì để cho bạn ấy trọn vẹn trong việc là dứt điểm hợp đồng với cả
chỗ đội nước ngoài kia rồi mình tính tiếp. Cho nên là bởi vì bây giờ ấy, tại sao bây giờ nó chưa diễn ra, bởi vì bạn ấy với cả Hà Nội vẫn còn hợp đồng, nên là phải hết hợp đồng với Hà Nội thì bạn mới có thể thương thảo được thoải mái với câu lạc bộ kia. Ngoài ra có chưa đến trường hợp là câu lạc bộ Hà Nội cũng giữ được Quang Hải thì còn có vụ phương vụ ba bên là Hải, đội bóng kia và Hà Nội. Thì chính vì sự phức tạp đấy và mình cũng liên hệ đến cái trường hợp mà trước kia anh Hải từng đưa tin Australia viên mà có Văn Hậu ấy, thành ra sau đấy thì vụ đấy bị toang, thì mình cũng rất sợ là nó lại một cái lịch sử xảy ra nên quyết định là mình gỡ đi đấy, chứ mình không sợ về thông tin sai gì đâu, mình chỉ muốn là cầu thủ của mình được cái trọn vẹn sang nước ngoài thôi là mừng rồi đấy. Có thể nhiều lúc mình nhiệt tình quá thì cũng có thể sẽ phá hoại, nên là quyết định là mình dừng, tạm dừng ấy luôn. Ok, ký tiếp với Hà Nội thì rồi cái này nói rồi này. Ok, ai cũng đang muốn nghe chuyện của Quang Hải. Sáng mai anh xuống PVF không? Anh có nhá, 7:30, nên là xin phép mọi người là tầm 10 tầm 1 giờ, 1 giờ tối, tức là khoảng 15 phút nữa thì mình sẽ kết thúc livestream tại đây, bởi vì mình sẽ phải đi ngủ sớm, thì 7:30 là bắt đầu hành trình từ Liên Đoàn đi Hưng Yên rồi, cho nên là mình sẽ phải ngủ sớm một tẹo để ngày mai còn sắp xếp công việc để đi. Ok, bên Campuchia còn có giải League U18 mà bên mình không làm được, anh nghỉ. Anh nghĩ rằng mọi người đừng khinh thường giải Campuchia nhé, vì trước đây giải cũng có một lần rồi, giải Campuchia họ làm rất quy củ đấy, có điều rằng là cái chất lượng cầu thủ họ không tốt bằng thôi, cho nên là nếu như chúng ta làm giải League của U19 nữa thì quá ngon, chúng ta chưa làm được. Ok, Jason Peden Quang Vinh thế nào, anh đá cả hậu vệ lẫn tiền vệ tất nhiên rất là ok rồi, nhưng việc mà anh ấy về được Việt Nam và thích nghi Việt Nam hay không ấy, lại là một chuyện khác. Ok, sáng mai anh sẽ mang báo sang PVF nha. Ok nha. À, em bỏ xem bóng vô hóng rồi 1:30 đi anh. Thật sự anh cũng rất muốn là kéo dài được, nhưng mà mọi người thông cảm nhé, vì nếu mà anh ngủ quên thì mai thì sẽ rất là khó cho anh. Nên anh quyết định là phải dậy sớm thôi. Không, anh không đi xe máy mà là anh sẽ đi xe đến Liên Đoàn, và Liên Đoàn họ sẽ có trách nhiệm là họ sẽ có hỗ trợ xe cho phóng viên để phóng viên di chuyển xuống PVF. Nên là mọi người yên tâm là sẽ làm được thôi, không vấn đề gì đấy, yên tâm nha. Ok, cái xe máy thì không, anh không đi Hưng Yên, đi Hưng Yên xe máy thì một lần đi rồi, thực ra một lần đi xe máy thì cũng không phải là quá xa, nhưng mà nó sẽ khá tốn thời gian, và anh muốn tranh thủ là thời gian đấy có thể lên xe, có thể là ngủ một giấc để giữ cái sức đấy làm việc đấy, vì ngày mai một cái khai mạc U19 đó. Chất lượng cầu thủ của Việt Nam thuộc dạng top Đông Nam Á nhưng cách tổ chức lãnh đạo quản lý quá tệ nên chưa được đặt kỳ vọng, mình đồng tình với câu chuyện này. À, thực tế là giải Campuchia ở rất là tốt, nhưng tại sao những ngoại binh của Campuchia ấy, ở Campuchia họ lại sang Việt Nam? Bởi vì họ biết rằng là cái thị trường Việt Nam là thị trường bước đệm để hướng đến những cái giải đấu tầm cỡ cao hơn Đông Nam Á, đấy là Indo, đấy là Malaysia và Thái Lan. SEA Games mình sẽ đá ở hai sân, SEA Games bóng đá nam thì bây giờ hiện tại đang đá là hai sân, bao gồm có sân Việt Trì Phú Thọ và một sân nữa là sân Tiên Trường của Nam Định, đấy là hai sân thi đấu. Còn về bóng đá nữ thì sẽ sân Cẩm Phả và một sân nữa mình không nhớ tên lắm đâu, mình không nhớ tên. Tuy nhiên thì sân hàng đẫy không diễn ra. Những trận đấu ở vòng bán kết thì sẽ diễn ra ở sân Mỹ Đình. Đấy là những cái lịch thi đấu của môn bóng đá nam, bóng đá nữ cũng như thế. Tạm thời hiện tại thì về mặt SEA Games chúng ta sẽ phải chờ một chút đấy, bởi vì đến thời điểm này thì SEA Games nó vẫn chưa chốt hết toàn bộ mọi hạng mục nên là vẫn tương đối là hơi mông lung. Ngày hôm nay thì mình cũng có đọc một cái liên quan đến thông tin ăn ở rồi. Nếu như anh em quan tâm có thể mua bóng đá vào ngày mai để xem. Thì mình cũng có lướt qua thôi, đấy là ban tổ chức đã làm việc để sẽ có 12 khách sạn trải dài từ khu vực nội đô Hà Nội đến những cái địa phương lân cận có tổ chức trận đấu, và những khách sạn này phải đảm bảo hai tiêu chí, một là khách sạn từ 4 sao trở lên và hai là khách sạn này phải gần địa điểm thi đấu để cho các thành viên bao gồm có phóng viên, bao gồm có vận động viên, bao gồm có trưởng đoàn, lãnh đạo đoàn các thứ ở lại đấy. Và bên ban tổ chức của mình cũng đã làm việc xong với cả các khách sạn để đảm bảo tiêu chí, đấy là mỗi một thành viên đến thì đoàn đấy chỉ phải trả có 50 đô một người một ngày. Như vậy tính trung bình ra thì SEA Games diễn ra trong khoảng tầm 20 ngày, thì mỗi một vận động viên, tất nhiên là sẽ có vận động viên đến sớm, có những vận động viên đến muộn, có những vận động viên thì đá cả giải đấy, chúng ta nên nên lưu ý. Còn đấy cũng là một số những môn thi đấu như ở bơi, một số môn như điền kinh ấy, là diễn ra sớm mà diễn ra xong họ về luôn chứ họ không ở lại Việt Nam, họ sẽ về và họ chuẩn bị cho một giải đấu khác. Nên là cái số trung bình này nó chỉ là một con số tương đối thôi nhé, là ví dụ 50 đô nhân với khoảng 20 ngày đấy, nên giao ra khoảng tầm 1.000 đô đấy, chỉ thế thôi. Thì có một số những yêu cầu khác nhau, nhưng đấy là về câu chuyện ở. Còn câu chuyện ăn thì sao, thì các vận động viên sẽ ăn theo buffet,
hoặc là hình thức là theo set mục menu của cái nhà bếp, và sẽ có những khung giờ ăn cụ thể, ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, sẽ phục vụ theo buffet. Và đến thời điểm này thì các đoàn họ cũng khá là cởi mở, khi mà Việt Nam đã quyết định là mở chế độ Zero Covid, mở chế độ là cởi mở về Covid, thì khi đấy thì cái việc mà xét nghiệm Covid-19 nó sẽ mang tính tự nguyện nhiều hơn. À không, mang tính tự nguyện nhiều hơn ở trước thời điểm giải đấu diễn ra thôi. Còn khi trong giải đấu diễn ra thì sẽ xét nghiệm Covid-19 bình thường và sẽ là một ngày một lần. Với các vận động viên, với các khán giả thì họ sẽ không phải test Covid-19 khi đến sân, và thay vào đó thì họ chủ động test ở nhà, và ai cảm thấy rằng đủ sức khỏe thì sẽ đi. Và đây là thời điểm mà chúng ta cởi mở nhất với cả Covid-19 rồi. Hà Nội sử dụng 3 khách sạn là Intercontinental của Landmark, chính xác. Pan Pacific và Sheraton là 3 khách sạn thuộc nhóm 5 sao. Anh nếu không nhầm thì sẽ có số khách sạn của Hà Nội nó sẽ đông hơn. Đến hiện tại thì anh không dám chắc về số địa điểm đâu, nhưng mà chắc phải hơn một chút. Vì khách sạn ở Hà Nội, những cái nhóm em vừa nói, thì nó vừa phục vụ cho nhóm trưởng đoàn, ví dụ như là khách sạn Intercon của Landmark của Cang Nam. Còn hai khách sạn là Sheraton và Pacific thì không dám chắc là nó có phục vụ của vận động viên hay không. Nhưng mà dưới khách sạn chính xác đầu tiên là Intercon, là sẽ phục vụ cho mặt trưởng đoàn, lãnh đạo đoàn. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thêm một số những cái khu vực mở rộng cho eSports. Ví dụ như là ở trung tâm hội nghị quốc gia thì sẽ là nơi trung tâm báo chí, và cũng sẽ là diễn ra các môn eSports. Thì các vận động viên eSports hoàn toàn có thể thuê, hoặc là chính các phóng viên Việt Nam mình có thể thuê các biệt thự ở đó, với số lượng là 10 người trong một biệt thự. Cho nên là bọn mình cũng đang suy nghĩ là có nên trải nghiệm thế không. Tức là bọn mình sẽ thuê theo kiểu 10 người trong một cái biệt thự để ở. Nhưng mà thấy hơi lố một chút, bởi vì thực sự là toàn anh em ở gần Hà Nội, xong cái khu vực mà trung tâm hội quốc gia nó chỉ cách nhà mình có 3 cây thôi, mà chả lẽ mình lại đi tập trung ở biệt thự thì nghe nó cũng hơi vô lý. Nhưng đấy là vô lý về mặt địa lý và về mặt con người gia đình thôi. Còn thật sự là nếu như mọi người hiểu rằng khi đi làm ấy, mà nếu như mà việc chúng ta cứ đi về nhà và chúng ta phải trông con trong kia cứ thử nấu cơm ấy, thì chắc chắn là sẽ lỡ nhịp. Và mình nghĩ rằng là khi tại sao mình thích đi nước ngoài như thế, khi đi nước ngoài thì mình gần như là tập trung tối đa cho công việc, thì chỉ cần xong việc là mình sẽ làm xong mới đi ăn, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc là bây giờ sẽ là vẫn về nhà đón con các thứ, giờ sáng dậy lại cho con ăn, đưa con đi học, con đi học xong thì mới đi làm, thì nó sẽ đỡ rất nhiều mọi việc. Và bản thân mình ban đầu tiên khi mà lựa chọn cái nhà này là gần ngay trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia ở Hà Nội, hay gọi là Nhổn ấy, trung tâm Nhổn, thì mình đã rất kỳ vọng việc là thi đấu rất nhiều môn ở đây, nhưng cuối cùng nó chỉ thi đấu 2 môn thôi, là môn bắn súng và một môn nữa, hơi tiếc một chút. Đấy, nếu để kể ra mà có nhiều môn thì mình làm đây nó tiện quá. Ok, rồi đến bây giờ thì về câu chuyện của Hải thì chúng ta sẽ hiểu rằng là từ ngày 21 này đến ngày 12 tháng 4, thậm chí mở rộng hơn một chút là ngày 17 tháng 4, thì hoàn toàn có thể xảy ra những vụ quay xe, hoặc cũng có thể xảy ra việc là Hải sẽ lên đường. Nó tùy thuộc vào cái câu chuyện kết thúc của cái đàm phán này. Cái thứ hai là nếu như Hải rời khỏi đội bóng, hoặc kể cả Hải có lại đội bóng, thì Hải vẫn sẽ quyết định cho việc sang châu Âu chơi bóng. Và một trong số những địa điểm đó có thể là Thụy Sĩ, có thể là Áo, có thể là Bỉ. Ai đó mà đọc được cái thông tin mình ban đầu mình nói thì chắc là biết được đội bóng này là đội bóng nào rồi. Thì mình xin phép là không nói trong livestream này. Một đội bóng khá là tốt của một quốc gia mà mình cũng đã nói trong vừa qua. Đấy, thì cái thời hạn tại sao đã 6 tháng thì mình cũng có giải thích thêm. Một là cái thị trường châu Âu mở cửa sẽ vào tháng 6, và thời điểm tháng 12 sẽ là kết thúc nửa năm hợp đồng. Thì thông thường đấy sẽ có hai cái câu chuyện nói đến. Một là có thể Hải sẽ về Hà Nội FC và bắt đầu cho V-League 2023. Và thứ hai là Hải có thể sẽ được ra hợp đồng nếu như thể hiện được cái màn trình diễn tốt của đội bóng đó. Đấy. Và thêm một góc độ nữa, quan điểm cá nhân mình thôi, là mình rất mong rằng là Hải sẽ đàm phán theo diện tự do và đến với đội bóng kia theo diện tự do hơn là theo diện là ràng buộc với Hà Nội. Vì như thế thì nó có nghĩa rằng là mối quan hệ ba bên rất phức tạp, thường hai bên nó dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không? Đó. Còn về cái mọi người có hỏi rằng là liệu Hải có bị thất bại ở châu Âu hay không, thì chúng ta cũng không thể biết được về tương lai như thế nào, vì bóng đá là bất ngờ. Nhưng theo quan điểm của mình thì một cái môi trường nó cũng không đến nỗi quá tầm với cả Hải, mình nghĩ làm được. Và cách chơi của Hải, cách chơi tương đối hiện đại, và mình nghĩ rằng là việc Hải có thể chơi bóng được ở châu Âu là điều xảy ra được. Mình không nghĩ rằng là nó sẽ ngợp giống như là Hậu hay là Hậu hay là Phượng hay là Tuấn Anh các thứ ấy. Trường nữa thì mình cảm thấy rằng nó chưa thành công, nhưng với Hải thì mình cảm giác rất lớn là Hải có thể làm được. Đó. Ok, đấy là những gì mà mình nói đến ngày thời điểm này.
đáng lẽ ra thì nếu như mà được cái thông tin kia thì ngon quá, nhưng mà mọi người cũng hiểu rằng bây giờ nó chưa chính thức xảy ra, mình cứ cầm đèn chiếu ô tô xong bây giờ nó lại không thành công thì mình cũng là một tội đồ, nên là mình cũng nói luôn với mọi người đấy là cái quan điểm làm nghề của mình nó như thế đấy, thì là có khi thông tin có rồi nhưng chưa hộ nói ra, hoặc là nói ra thì xin giữ lại vì nếu như ảnh hưởng đến cầu thủ thì nó cũng ngại lắm. Đó, lại còn những người mà bảo gỡ cái đi ấy, là những rất là thân của mình, thì cho nên là mình quyết định là thôi dừng. Ok, đấy là những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay. Đấy, còn 6 phút nữa anh em có câu hỏi gì thì cứ chia sẻ nha. Không đá Hàng Đẫy vì sao? Vì cái sân Hàng Đẫy bây giờ cái chất lượng nó quá xuống. Trong khi đó môn bóng đá nam là một trong 3 môn. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một số môn có để bán vé được, là những môn như là bóng chuyền, bóng bóng đá, những cái môn mà thể thao đồng đội mà nó tạo được cái sự ảnh hưởng lớn ấy là chắc chắn là bán vé và sẽ kiếm tiền. Nhưng cái Hàng Đẫy thì rất là nhỏ, Hàng Đẫy, khuôn viên Hàng Đẫy gần như tầng 2 là bỏ họp hết rồi, hàng cho nên là họ không làm cái sân đấy nữa, họ chuyển sang những sân vận động mà có cái lượng khán giả đông hơn và cái công trình nó chắc chắn hơn. Ok, đó. Mình cũng xin rút kinh nghiệm từ câu chuyện anh Hải hôm ở Văn Hậu thôi, nên mình nghĩ là thế. Tất nhiên là sau câu chuyện này thì mình cũng hiểu rằng nó sẽ có những lúc mà mình bị kiểu như là cầu thủ họ cũng sẽ ngại ngùng như nào đó, nhưng mình đặt cái hiệu, mình là nghĩ rằng là thông tin độc giả thì họ sẽ cần thôi, có chăng là chỉ hơi ngại lúc nãy là mình lại phải gỡ ra. Ok, anh nghĩ sao về infographic tiết lô Việt Nam là Tuấn Anh 75.000 bảng? Mình nghĩ rằng là một là mọi người nên nhớ rằng là Tuấn Anh anh đã nghỉ tổng cộng là gần 2 năm vì chấn thương, cái tổng thời lượng ấy, đây là mình gọi là tổng thời lượng nhé, có nghĩa rằng là bạn ấy không phải nghỉ liên tục 2 năm mà bạn ấy nghỉ ngắt gừng một, và cái việc ngắt gừng đấy nó khiến cho việc cho Tuấn Anh trở lại mất thời gian, và khi mất thời gian như thế thì Tuấn Anh cũng rất khó để tìm lại phong độ đỉnh cao của mình. Giống như chúng ta thôi, đang làm việc nó lại dừng một gì đấy vì hỏng máy, rồi lại làm việc lại hỏng máy, thì nó sẽ khiến cho chúng ta ức chế và chúng ta không làm được hoạt hiệu quả. Một, mình nghĩ là khách quan như thế. Lý do khách quan thứ hai, mình nghĩ rằng Tuấn Anh, vị trí Tuấn Anh ấy, càng ngày càng trong vai trò một tiền vệ thu hồi bóng và tiền phòng ngự, cho nên là mình nghĩ rằng là việc Tuấn Anh không tấn công nhiều dẫn đến việc không có bàn thắng là điều dễ hiểu thôi. Cái thứ ba là câu chuyện của phong độ thôi, thì nói rồi chấn thương nhiều thì Tuấn Anh cũng không có phong độ cao, thì kéo theo đó là Tuấn Anh không có phong độ đủ tốt để ghi nhiều bàn. Thì mình nghiêng một phương án là mình cảm thấy thông cảm hơn cho Tuấn Anh nhiều hơn là mình chỉ trích Tuấn Anh. Ok, mình có cảm giác thế. Tất nhiên thời điểm này rất khó nói chuyện với Hải, mình cũng hiểu như vậy, nhưng mà cho nên mình cũng cảm giác rằng mình đang đứng giữa hai dòng nước. Nhưng nếu như mình cũng sẽ như các phóng viên khác là mình không nói ra thông tin này, một là mình cảm thấy mình mất trách nhiệm với nguồn tin, bởi vì mình đã nhận một nguồn tin rất hay, nếu như mình không nói ra thì đây là mình đã vô trách nhiệm với nguồn tin, và thứ hai là mình đã vô trách nhiệm với độc giả, vì độc giả là người cần thông tin. Nếu như mình chỉ ý mỉm vào trong đó và mình cứ tủm tỉm cười, mình biết là mình là một người rất thạo tin nhưng mình không nói đâu thì chẳng ai biết là mình thạo tin. Cái thứ hai là nói như thế sẽ là không đúng với nghề nghiệp phóng viên, một người một cái nghề nghiệp mà sẵn sàng đưa tin và là người phải là cầu nối thông tin, chứ không phải là người đi xào hay là người mà lúc nào cũng ỉ mỉm thông tin vào mình, như thế thì không hay. Nhưng như mình có nói rồi là mình song song cái nghiệp vụ báo chí thì là cả nghề đạo đức, nghề nghiệp nhà báo nữa, và khi mà đặt cái lợi ích của cá nhân hoặc là nhóm độc giả, phục vụ độc giả, nhưng nó lại khiến cho cầu thủ lại ảnh hưởng về tương lai, và sau đó có thể độc giả cũng sẽ thấy rằng là thông tin này không chính xác, thì có thể rằng mình sẽ là một người tạo cạnh bánh xe, thì mình không muốn như vậy, cho nên là mình cũng đã có một lời xin lỗi ở trong group là như thế để mọi người hiểu. Tất nhiên là anh em cũng sẽ kiểm chứng cái thông tin đấy vào một ngày rất gần đây thôi, và chắc chắn là khi mà mọi thứ đã xong xuôi thì mình sẽ không tiện ngại công việc là mình sẽ đưa một câu chuyện và đầy đủ một câu chuyện về bức tranh của Quang Hải. Mình nghĩ rằng câu chuyện đấy nó đã xong rồi thì mình nói được. À, anh nhận xét thế nào về hệ thống giải của trẻ của Việt Nam? Mình nghĩ rằng là hệ thống giải trẻ của Việt Nam hiện tại thì so với cách đây khoảng 1-2 năm, thậm chí là trước đấy nữa, thì nó đã tiến bộ hơn nhiều. Khi mà những cái giải như U19, U21 hay là giải U17, cái số lượng trận đấu được tăng lên để cho các cầu thủ có thêm thời gian để cọ sát. Tất nhiên những hệ thống giải này nó chưa đảm bảo đủ cái số lượng quota dao động từ 40 đến 45 trận đấu trong một năm cho các cầu thủ trẻ. Nhưng mà ít nhất nó có tăng lên rồi, là mình ghi nhận cái sự nỗ lực. Nhưng mà việc chúng ta cần phải làm nhiều hơn ấy. Tại sao lại không làm nhiều hơn? Thứ nhất là các đội bóng họ cũng không mặn mà trong việc nhả quân, nhả cầu thủ U19 với U21 đi, có chăng U17 thôi.
Đấy, cái thứ hai là họ cũng không đồng tình trong việc là từ từ nhé, mình muốn nói thêm cái chỗ mà cầu thủ ấy, thì cầu thủ mà U19 cứ đá giải liên tục như vậy thì họ làm sao tăng cường được cho đội một đấy, mặc dù ở bên Anh ấy họ làm rất dễ dàng, họ có thể đôn lên và người khác lên thay, nhưng mà với Việt Nam mình bị thành tích rất cao thì có khi mà U19 thi đấu như thế thôi, U19 cũng máu mà đội một cũng máu đấy, thành ra là mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ là một cái ảnh hưởng. Cái thứ hai là về nhà tài trợ, nhà tài trợ họ chỉ đưa ra một cái quỹ tiền như thế thôi, nếu chúng ta tổ chức theo league thì nó rất tốn kém, nhưng mà nó theo cúp thì nó đỡ hơn, một là nó diễn ra ở các khu vực, cái thứ hai là thi đấu knock out thì ít trận hơn, và ít trận hơn như vậy thì nó số trận nó chỉ tương đồng số tiền thôi. Bây giờ tao cho mày khoảng tầm 50 tỷ mày làm giải league thì rất dễ, nhưng tao cho mày có 5 tỷ mà làm giải league thì không làm được đó. Dạ em có nguồn tin khá chuẩn là U19 U21 hay có dàn xếp anh ạ, không phải do thu nhập ít hay nên nảy sinh chuyện đó hay không? À, anh nghĩ rằng là câu chuyện thu nhập là một phần, câu chuyện thứ hai là các bạn ấy bị người xấu dẫn dắt, giống như chuyện Đồng Tháp là chuyện hình hình, thì cái phong văn hóa cầu thủ Việt Nam mình là phong văn hóa tương đối thấp, chúng ta phải thừa nhận như vậy, có nghĩa rằng là họ không được học văn hóa quá nhiều và họ tập trung nhiều cho bóng đá, thành ra là phong văn hóa thấp như vậy khiến cho họ không suy nghĩ được thấu đáo, đấy là một cái. Ok. Ừ, anh nghĩ rằng cái thông tin mà chú Đức nói là đúng, cái cảm giác đấy rất là sung sướng, bởi vì thực sự là với phóng viên nó có hai cái khao khát, ba cái khao khát, là một là một thông tin sớm nhất, mình là nguồn tin sớm nhất, và cái thứ hai là mình cũng bài phỏng vấn hay nhất, và cái thứ ba là mình cũng bài bình luận hay nhất, thì đấy là ba cái nhất mà bất cứ phóng viên thể thao nào họ rất khát khao có một điều đó. Đó. À, có một bạn hỏi rằng vì không biết về sau VPF có tìm người để thay thế Gabriel không? Ngay từ đầu tiên thì VPF đã liên hệ với cả ông Gabriel, tuy nhiên sau đó Singapore họ muốn lấy ông này về để làm hệ thống giải quốc gia cho Singapore, và từ đấy thì đến bây giờ thì V-League vẫn đang tập trung cho hai người làm trong nhóm, làm người làm điều hành là anh Nguyễn Minh Ngọc làm phụ trách hệ thống và giám đốc điều hành, à tổng giám đốc kiêm mà phó chủ tịch hội đồng quản trị VPF đó. Mình vào muộn nên không xem từ đầu, theo bạn thì cầu thủ Việt kiều về Việt Nam không thành công do họ kém tài năng hay họ bị Việt Nam đì? Với những trường hợp của như mình có nói vừa rồi, nhóm cầu thủ Việt kiều lên quốc gia ấy, thì họ không phải là kém. Từ Đặng Văn Lâm, từ Đặng Văn Robert, từ Michael Nguyễn các thứ thì họ cũng đã có những cái danh hiệu hoặc là có những thành công nhất định trong cái màu áo đội quốc gia hoặc là màu áo của câu lạc bộ rồi. Nhưng chúng ta nhìn vào trường hợp mà mình đã phân tích từ đầu ấy, ví dụ như là trường hợp của Mikan Nguyễn và trường hợp của Mạc Hồng Quân và Đặng Văn Lâm là điển hình luôn của một nền bóng đá thiếu chuyên nghiệp. Chúng ta đến và chúng ta gặp những cái xích mích, ví dụ như là Lâm bị xích mích với rất nhiều những cái chuyện không hay ngoài ngoài bên lề sân cỏ là một chuyện của Lâm ở V-League. À, với Mikan Nguyễn thì lại dính với trường hợp của liên quan hợp đồng của Hải Phòng là một chuyện có vấn đề về thượng tầng. Rồi chuyện của Mạc Hồng Quân thì là một truyền hình của câu chuyện của những cái lừa lọc từ việc phải bỏ tiền ra mua hợp đồng của Thanh Hóa, rồi từ việc là phải xin Quảng Ninh hỗ trợ để có thể chuộc mình ở Quảng Nam, thì nó thấy là một cái nền bóng đá Việt Nam mình có rất nhiều những cái vấn đề và rất nghiệp dư, thì chúng ta phải công nhận rằng là cầu thủ Việt kiều khi mà họ đến Việt Nam mình thì chúng ta chưa cần nhìn đến câu chuyện tài năng hay không, nhưng chúng ta đã nhìn thấy cái vấn đề là bóng đá Việt Nam V-League ấy, họ đối xử theo kiểu diện hơi hơi tiểu sản và chưa chuyên nghiệp. Ok, mình là đội báo livestream muộn nhất, chính xác đấy, đúng rồi ạ. Và đến thời điểm này mình không biết là anh Độ còn livestream không, bởi vì anh Độ đang thi sao, đang làm thứ chương trình là sao nhập ngũ, nên có khi mình là người livestream muộn nhất luôn. Ok, đấy là những chia sẻ của mình ngày hôm nay. À, bây giờ là 1 giờ rồi thì mình cũng xin phép mọi người là cho mình được off sớm ngày hôm nay. Ngày mai thì mình sẽ có thêm những thông tin về U19 và thông tin của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì nó sẽ phù hợp hơn, vì đúng là hôm nay thì nếu như mà like cú ấy, thì cũng được thôi, nhưng mà sợ là ngủ quên, mà ngủ quên mà mai lại đến muộn thì nó không hay ho lắm. Ok rồi. À, bóng đá Việt Nam không thiếu tiền, chỉ là các nhà quản lý có sự ưu tiên lợi ích khác về bóng đá. Nói chung là bóng đá Việt Nam mình thì trừ phi nhé, là đội bóng đó là của ông chủ đó và ông ấy như một kiểu con đẻ rất khác, nhưng mà đa phần các đội bóng ở Việt Nam mình là theo kiểu con nuôi, đấy là các doanh nghiệp họ đến đầu tư, họ đi đầu tư theo diện 3 năm một thôi rồi họ đi, và tất nhiên chúng ta biết rằng cha chung quay khóc, và sau khi mà họ giải quyết xong vấn đề của họ thì đấy lại là một câu chuyện khác của đội bóng. Thì mình nghĩ rằng vấn đề của V-League là như vậy, nếu như mà ai có đội bóng nào cũng có như đội của Hà Nội hoặc là Gia Lai ấy, hoặc thậm chí là Viettel, tức là nó có một cái tính đặc thù
có tính sở hữu rất là cao ấy, thì họ sẽ chăm chút cho những cái đội bóng mà mình của mình. Nhưng khi mà chỉ là câu chuyện trách nhiệm và là câu chuyện giải quyết vấn đề để có thể phục vụ cho công việc khác ấy, thì bóng đá lúc đấy V-League, các cầu thủ của V-League họ không khác gì là kiểu con nuôi cả. Đó. Ok, anh lại tưởng là mới quay. Có đội nào Việt Nam là con đẻ không anh, trừ các đội hạng A trở xuống? Anh vừa nói xong đấy, Gia Lai và Hà Nội là những một đội con đẻ. 9:30 bắt đầu báo cơ anh sớm không? Nhưng mà 7:30 là liên đoàn nó bắt đi rồi. Có nghĩa là đến đợi 7:30 nhá, đến tầm 8:15 là lên đường. Sau đó 8:15 đi từ đấy lên Hưng Yên, kéo dài khoảng tầm 30 phút là nó cũng rơi vào tầm nó cũng đến tầm 8:30 rồi, 8:30 9:00 các thứ rồi. Cho nên là liên đoàn họ chuẩn bị sớm vì vậy, về đi khá là đông mà. Anh phải theo liên đoàn thôi. Thực ra đi xe taxi các thứ cũng được nhưng mà tốn tiền quá. Đấy, trừ phi là nhà có Eco Park, có nhà Eco Park rồi thì sẽ thấy thoải mái hơn. Thật sự ước ao anh nhìn thấy một cái nhà Eco Park đẹp dã man ấy, họ đang có một cái xây mới mà vườn ở trên sân trên cái rất là to, mà cá nhân mình là một người rất thích cây cối, thành ra là cũng rất bị thuyết phục, thật sự thuyết phục của Eco Park ấy. Chỉ vấn đề là bây giờ vẫn đang làm việc cũng khá là xa nên không hợp thôi, biết đâu đấy một ngày không xa, đúng không ạ? Sao lại U19 nhận được quan tâm thế? Vì đây là cái sự anh không rõ lắm, nhưng mà phía anh thì báo liên đoàn cho nên là cũng sẽ đi theo giải đấu này. Cái thứ hai là cũng phải sơ sơ là khoảng tầm 20-30 phóng viên ấy là đi trận đấu này, đi cái khai mạc này với cả lễ khai mạc của ngày mai thi đấu luôn. Khu núi Trúc rẻ mà anh, ôi núi Trúc thì sao mà rẻ được em, núi Trúc thì không rẻ rồi. Còn anh cũng mới xem trên Facebook thì anh thấy khá là đẹp, nhưng mà chắc bây giờ thì chưa thể. Ok, cảm ơn mọi người nha. Cũng rất xin lỗi mọi người là livestream muộn lại mà lại kết thúc sớm, nhưng mà do đặc thù của công việc và con người nên là chúng ta sẽ kết thúc livestream tại đây. Và hy vọng rằng những thông tin mình chia sẻ ngày hôm nay cũng có những cái để phục vụ cho mọi người về mặt thông tin. Cảm ơn mọi người. Đó, ngày mai thì mình sẽ livestream dày dặn hơn. Ok nhá. Xin cảm ơn mọi người và xin chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Rồi. Đó mọi người nhá.